Khá là bồi hồi đấy, mặc dù là phim cũng đã được quay cách đấy 3 năm rồi. Bây giờ mà mình xem lại trên màn ảnh của mình thì cũng có cái cảm xúc là mình bồi hồi, mình nhớ lại cái thời gian, quãng thời gian đó. Ở đạo diễn Lưu Trọng Linh, chính ông là người phát hiện ra mình chỉ là qua Facebook thôi. Ông nhìn cái ảnh Avatar. Về sau thì nói lại mình mới biết là đã casting rất nhiều những diễn viên khác rồi nhưng mà cũng chưa có ai là hợp mắt, thì tự nhiên nhìn thấy mình thì đã ưng và đã nhờ phó đạo diễn Trần Bắc đến mời mình đến tận nhà đạo diễn Lưu Trọng Linh và ngồi nói chuyện. Thì mình lúc ấy thì mình cũng chỉ gọi là thì cũng tham gia thử xem như thế nào, chứ đấy là cái cơ duyên đấy. Thì cũng không ngờ là mọi thứ là khá là suôn sẻ. Tất nhiên là không thể là mình diễn mà trôi chảy như những diễn viên chuyên nghiệp được. Trong đoàn phim thì mọi người cũng khuyên bảo rất là nhiều, kể cả đạo diễn Lưu Trọng Linh nữa, cũng nói chung là cũng có mắng. Tại vì là chưa diễn bao giờ nên là chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn rồi. Sau khi lên sóng thì cũng có một chút thay đổi là mình được nhiều người biết đến hơn. Thì ra đường chẳng hạn, nhiều khi mà đi mua xôi cho con thôi, hoặc là đi mua cái thẻ điện thoại thôi, mọi người ở phố hay là tất cả những cái phố lân cận cũng nhận ra, ô thằng đột đền đóng phim đây này các kiểu, mình cũng cảm thấy mình rất là tự hào. Và mình cũng cảm ơn mọi người vì mọi người cũng có biết đến mình, mặc dù là cái thời gian chiếu của cái phim này thì nó cũng không phải là cái giờ vàng, cái giờ buổi tối mọi người đi làm về hay như nào, mà là chiếu buổi chiều mà mọi người vẫn biết đến mình. Thế thì mình cũng cảm thấy rất là sung sướng và hãnh diện. Đột thì được mọi người đều là ghét bỏ vì những cái hành sự và những cái hành động sai trái của ông ấy trong cái làng Đông này. Nhưng mà đến những cái phần cuối thì Đột lại là được mọi người rất là yêu quý và trân trọng, vì Đột có một cái tấm lòng dành cho Nương rất là chân thành và cao cả, cái điểm đẹp nhất trong phim này. Đầu tiên thì hơi chùn đấy, nhưng mà bây giờ mình thấy mọi người ủng hộ mình và cũng có đưa ra những cái lời khen, và nói chung là cũng cảm thấy thích kiểu đấy. Nếu mà có thì mình vẫn tham gia.